Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay máy xây dựng Hồng Nhiên lại tiếp tục review giới thiệu cùng các anh chị và các bạn một cái sản phẩm chuyên về khoan gỗ và khoan sắt. Đó là một cái máy khoan của thương hiệu Đông Chen ha. Cái con Đông Chen này thì nó mang cái mã là DCZ06-13, tức là nó 13mm ha các anh chị ha. Thì sản phẩm Đông Chen là như đã từng nói rồi, nó cực kỳ chất lượng. Trong khuyên các anh chị nên dùng sản phẩm Đông Chen và DCA, do là nó là thương hiệu quốc gia của bên kia thì nó làm cực kỳ là chuẩn xác luôn. Cái chất lượng nó là như nói đảm bảo các anh chị, là trong những mặt hàng Trung Quốc hiện tại đang bán ở Việt Nam mà mang thương hiệu của Trung Quốc là chỉ có Đông Chen và DCA là đứng hàng đầu ha. Các anh chị cứ có thể là cứ tìm hiểu về sản phẩm này. Thì các anh chị biết đó, Nhiên hay nói đó, là Đông Chen nó ra tất cả các dòng máy và nó đi trên tất cả các nước ha các anh chị ha. Ở nơi đâu nó cũng có luôn, tại vì nó sản phẩm thương hiệu quốc gia của mấy anh này, ảnh làm khá là chuẩn xác luôn, cực kỳ chuẩn xác. Thì cái sản phẩm này nó của công ty điện máy Nam Bình nhập về phân phối tại Việt Nam và được bảo hành 6 tháng ha. Tất cả các máy của Đông Chen đều có phiếu bảo hành trên toàn quốc 6 tháng và nó tặng chúng ta một cặp thang sơ cua ha, tất cả sản phẩm của nó. Thì con khoan này cái thông số kỹ thuật của nó là 220V, điện là tần số là 50 đến 60 suất. Thì công suất máy của nó là 710W, đầu kẹp là 13mm và nó có tốc độ quay là từ 0 cho tới 2800 vòng trên 1 phút, tức là nó có chiếc áp, nó có chỉnh từ chậm tới lẹ ha. Thì nó có hai chiều, đảo chiều Made in China rất là rõ ràng, con máy này rất là rõ ràng. Thì về đường nét thì con máy này các anh chị thấy không, nó làm một cái chữ nổi của nó và một cái cao su đó, cao su điểm im tai đó, thì nó rất là đẹp luôn, chống trượt khi chúng ta ra mồ hôi nè ha. Công tắc thì bóp nhẹ chạy chậm và bóp mạnh chạy mạnh ha. Thì đây là nút nhấn để khi nó chạy luôn đó, các anh chị muốn nó chạy luôn, các anh chị có thể là chế ra máy cắt hay gì đó, máy mài gì đó cũng được, thì chúng ta chế ra thêm ha. Thì khi đó nó chạy luôn để chúng ta dễ dàng sử dụng. Và đặc biệt nó có một cái móc đeo. Nếu mà nói về sản phẩm này móc đeo thì xem ra là sản phẩm này nó hơi lớn tí xíu, do là nó đầu kẹp 13 ly thì nó bắn xà gồ thì nó quá đơn giản rồi. Bắn xà gồ thì nó cực kỳ là mạnh. Thì các anh chị có thể là mua cái sản phẩm này chúng ta khoan hay bắn vít, nói về bắn xà gồ là con này nó là siêu mạnh rồi chứ không phải là nó mạnh nữa. Thì để chúng ta xem cái sản phẩm này nó nặng là bao nhiêu ha. Sản phẩm của chúng ta thì nó nặng là 1,8 kg, chưa được 1,9 kg các anh chị ha, khoảng 1,8 kg mấy chục đấy, thì chưa được 1,9 kg. Thì đầu kẹp là đầu kẹp 13mm dây nguồn đó, các anh chị thấy không, nó làm cực kỳ cứng chắc chắn luôn, dây rất là mềm và dẻo. Và cái cao su của nó là các anh chị thấy không, đường nét nó làm, đây là tem chống hàng giả ha, tem chống hàng giả của hãng Đông Chen thì nó rất là sắc nét. Các anh chị nhìn về đường nét của nó, là một cái máy chúng ta chỉ cần nhìn về đường nét bên ngoài của nó và độ nặng của nó thì chúng ta phải biết được cái máy nó chất lượng hay như thế nào rồi ha. Thì cái dây nguồn, như hay nói là dây nguồn của Đông Chen xài hư máy chưa đứt dây nguồn là vậy đó. Dây này nó dài tầm khoảng 3m đó các anh chị ha. Đây là khóa khoan 13 ly nó tặng kèm chúng ta ha. Rồi thì bây giờ Nhiên sẽ test cho các anh chị xem con máy này nó sẽ chạy như thế nào ha. Đây thì các anh chị thấy khi nó chạy thì chúng ta bóp nhẹ nó chạy chậm nè các anh chị thấy không, bóp mạnh nó chạy mạnh nè. Lửa đánh rất đẹp, không có lửa các anh chị ha. Máy chạy cực kỳ mạnh luôn, các anh chị thấy đường nét của nó, đầu kẹp 13mm, máy cực kỳ mạnh. Một con máy này thì hiện tại bên máy xây dựng Hồng Nhiên đang bán với cái mức giá là 650.000. Với mức giá 650.000 thì các anh chị sở hữu cái máy này để chúng ta làm những công việc là khoan nặng về sắt hay gỗ hay bắn vít, bắn thịt cao thì cái này hơi lớn ha. Thì khi chúng ta mà bắn những cái vật dụng mà nó nặng đó, giống như xà gồ dày đó, thì con máy này là mẫu lựa chọn nhưng đảm bảo là tối ưu nhất cho các anh chị, không cần phải sử dụng một con máy quá mắc tiền. Nhưng khi chúng ta sử dụng một con máy chỉ tầm giá 650.000 thì con máy này Nhiên đảm bảo với các anh chị cực kỳ là mạnh ha.
Bây giờ thì Nhiên sẽ test thử cho các anh chị xem cái độ mạnh của nó khi chúng ta bắn vít hay là chúng ta khoan thử xem nó là mạnh tới mức độ như thế nào mà tại sao Nhiên giới thiệu với các anh chị là nó quá mạnh ha. Chúng ta, các anh chị thấy không, bấm nhẹ các anh chị thấy nó chạy rất chậm và rất chuẩn, thấy không, cái đầu này cực kỳ chuẩn luôn. Đây các anh chị thấy nè, bắn rất nhẹ nhàng. Thì nó có chiếc áp mà chúng ta dễ dàng sử dụng lắm, nó từ chậm tới lẹ luôn, anh chị thấy không, rất là dễ dàng, rất là nhẹ nhàng luôn. Nó chỉ chạy như nói các anh chị, nó chỉ chạy chưa tròn tua nó là nó đã khoan xong rồi. Thì các anh chị nghĩ coi cái mức độ nó mạnh đó, anh chị thấy không, cái mức độ nó mạnh tới mức độ như vậy luôn đó. Đó thì bây giờ Nhiên sẽ khoan một cái mũi lớn. Bây giờ hôm trước Nhiên đã từng test một con nhỏ thôi là nó đã khoan một cái mũi lớn hoàn toàn là nhẹ nhàng rồi. Thì hôm nay Nhiên test thực tế cho các anh chị xem cái máy này mà khi chúng ta bỏ 650.000 ra chúng ta mua cái sản phẩm này nó có phù hợp hay không, nó có tuyệt vời hay không ha. Các anh chị có thể là dễ dàng nhận biết ha. Bây giờ Nhiên trước tiên Nhiên sẽ khoan gỗ ha. Khoan gỗ. Đây là chạy ngược nè các anh chị ha. Đây là chúng ta đảo chiều. Đây. Đây các anh chị thấy không? Khi chúng ta khoan có thể khoan tốc độ chậm được ha. Đây. Rất là nhẹ nhàng. Đấy. Wow. Cực kỳ là nhẹ nhàng luôn các anh chị thấy không? Tại nhiên siết không có cứng lắm á. Wow, nóng quá. Rồi các anh chị thấy không? Cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Đó. Nếu mà như vậy thì nhiều người hay hỏi một cái con khoan không có chức năng khoan tường nha các anh chị. Con máy này không có chức năng gia đạp khoan tường. Thì nhiều người vẫn hay hỏi là vậy cái con máy này nó có khoan tường được hay không ha? Thì hôm nay Nhiên cũng cho các anh chị xem là nó có khoan tường được hay không. Cái chức năng của con máy này là hoàn toàn không có chức năng khoan tường nha các anh chị. Nhưng mà để Nhiên test thử cho các anh chị xem với một cái mũi 8 ly khi chúng ta khoan tường, khoan bê tông này có được hay không. Bê tông thì chắc chắn các anh chị đừng chọn sản phẩm này. Nhưng mà chúng ta sử dụng gia đình thì chúng ta có khoan được hay không. Thì Nhiên sẽ test thử cho các anh chị trên một cái nền bê tông như thế này. Thì khi nó khoan bê tông thì nó khoan như thế nào ha. Đây. Đấy, thử một vài mũi cho các anh chị xem, tức là Nhiên cũng đổ đá rất là nhiều ha, thì nó vẫn khoan ok. Tức là cái máy này về nguyên tắc không phải là cái máy khoan tường, khoan bê tông nha các anh chị. Nhưng khi chúng ta sử dụng một cái máy khoan này, chúng ta có thể vào trong gia đình, chúng ta có thể là khoan một vài lỗ để chúng ta bắn vào tường, bắn có thể là treo móc kệ gì đó vẫn rất là ok, chứ không phải là không được, không phải là hoàn toàn là không được ha. Nhưng mà nó không có độ gia đập thì nó sẽ chậm hơn những cái khoan mà có chức năng bê tông gia đập ha. Nhưng mà do là con này nó khoan ok là tại vì cái sức nó quá mạnh, 710W là công suất thật sự của nó. Thì bây giờ Nhiên sẽ cho các anh chị xem luôn thực tế. Nhiều người cứ hỏi là con máy này nó dây đồng hay dây nhôm. Thì những con máy này mà nó đã làm một cái thương hiệu quá đỉnh như vậy rồi thì làm gì còn chuyện mà dây nhôm nữa anh chị. Thì để Nhiên cho các anh chị xem tại sao con máy bê lớn vậy mà nó mạnh tới mức độ là 710W. Thì hàng chính hãng là nó đưa ra một cái công suất nó là thật sự ha các anh chị ha. Không phải là nó đưa ra chơi chơi ảo như mấy hàng giỏm ha. Về đường nét các anh chị thấy không, Nhiên hay nói là DCA và đồng chen nó giống nhau. Các anh chị nếu mà những người mà thợ đó nhìn vào con máy này thì các anh chị dễ dàng nhận biết một điều là nó làm nè, phe của nó là có bọc nhựa các đầu luôn. Và khi các anh chị thấy cái miếng này của người ta bằng nhôm mà nó bằng thép thì các anh chị nghĩ coi cái độ cứng của nó là cực kỳ chuẩn ha. Nhông nó, bánh răng nó bằng thép nè các anh chị thấy không, nó làm một cái bạc đạn trên đầu là nó không cho cái này chạy ra chạy vô. Khi các anh chị sử dụng cái máy này cực kỳ chuẩn, nó cực kỳ chuẩn luôn chứ không phải là chuẩn bình thường nha các anh chị ha. Cái đầu này nó không bị quơ, không bị lắc,
do cái này là một cái miếng thép nó đỡ, giờ ở đây là bạc đạn mà nó không cho chạy ra chạy vô nữa. Các anh chị thấy những cái khoan da đập á, bê tông là nó cái này nè, cái đầu này nó nhảy ra nhảy vô để nó da đập, còn này là nó làm chết luôn, nên độ chuẩn xác nó cực kỳ cao. Các anh chị thấy không, đồng cái ổ than này nó làm bằng đồng luôn, chứ không phải là nó làm bằng nhựa nữa. Nhựa thì nó xài nó bể nó chảy gì đó, nên là nó sẽ không thể nào bằng con máy như thế này. Các anh chị thấy không, nó làm dây đồng nó quấn rất là nhiều ha, làm cực kỳ chuẩn xác. Đây các anh chị thấy không, có tụ bù, hàng chính hãng lúc nào cũng vậy. Thì thật sự mà nói, Nhiên bán con máy này khá là lâu rồi, rất là nhiều rồi, nhưng mà tới giờ là đây là lần đầu tiên Nhiên mở con máy này ra. Tại vì Nhiên bán con máy này cũng phải gần năm mấy, gần 2 năm, nhưng mà tới giờ mới mở con máy, tức là chứng tỏ độ bền nó cực kỳ là bền luôn. Rồi đó các anh chị thấy không, khi Nhiên review một sản phẩm là Nhiên muốn các anh chị hiểu tường tận một cái máy từ trong cho tới ngoài, độ mạnh về sức mạnh của nó, về chất lượng của nó, là các anh chị thấy hoàn toàn là nó, nếu chúng ta bỏ một số tiền ra thì chúng ta sẽ nhận về mỗi sản phẩm nó tương ứng ha. Các anh chị dễ dàng nhận biết cái điều đó ở máy xây dựng Hồng Nhiên ha. Tốt là tốt, rẻ là rẻ, bèo là bèo, hàng nhái là hàng nhái, mà hàng chính hãng là hàng chính hãng các anh chị ha. Rồi thì các anh chị muốn nhận được những video mới nhất từ máy xây dựng Hồng Nhiên review các dòng sản phẩm thì các anh chị bấm đăng ký kênh, mỗi khi Nhiên phát video mới các anh chị dễ dàng vào tìm xem về, tìm hiểu về sản phẩm ha. Thì các anh chị thấy Nhiên làm những cái video này có tính bổ ích, cho Nhiên xin một like và chia sẻ video này đến với cộng đồng, có thể là nhiều người đang cần những cái hiểu biết này để lựa chọn sản phẩm ha các anh chị ha. Rất là cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi, và bây giờ Nhiên xin chào và hẹn gặp lại nha. Xin chào các anh chị.